Chào anh em thợ máy và các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn cái vấn đề về về chảy xăng trên chiếc xe trước màn hình đi các bạn nhé. Mời các bạn chú ý theo dõi, tôi sẽ nói chậm lại để cho các bạn dễ hiểu các bạn nhá. Đây các bạn để ý cái chế hoạt khí này nhá. Thì đây là nó chạy được thời gian, nó xám chỗ này. Quay gần một tí này. Đây nó xám đây. Đây các bạn nhìn nhé, ở cái chỗ cái gioăng bằng của trên này nó bị hay bị xám như này là con ốc này bị lỏng các bạn nhé, bị lỏng nó hay bị xám, các bạn tháo ra các bạn để lấy lại. Và đây quay 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 cả đúng. Đây là cái chế này nó đang bị chảy xăng các bạn nhé. Đây tôi đang khóa xăng và cái vòi nó chảy ở đây, đây là xăng nhá các bạn nhá. Nó cứ để đến sáng hôm sau là nó chảy rất nhiều. Đây là nó đang chảy, tôi khóa vào rồi. Đúng chưa? Sau đây tôi sẽ tháo cái chế này ra, tôi hướng dẫn các bạn xử lý làm thế nào để cho xăng không chảy nữa các bạn nhé. Tôi sẽ tháo cái chế này ra, tôi xử lý các bạn nhé. Xử lý cho các bạn tháo hết ra. Ngày trước tôi cũng có clip dành cho các bạn rồi, nhưng mà cái trường hợp này nó chảy nhiều hơn các bạn nhé. Chiếc xe này nó chảy nhiều hơn này, mà để một lúc nó đã chảy rồi, tôi phải khóa xăng khẩn cấp lại, không có chảy hết bình xăng luôn các bạn nhá. Tháo ra thì các bạn thấy chỗ nào nó không ổn các bạn phải xử lý ngay nhá. Đây các bạn nhá. Và đây là cái gioăng này. Các bạn cẩn thận thì ở mặt trong tiếp xúc với cái củ trên này nhá. Nó có một cái gioăng như thế này các bạn lưu chưa? Đây là cái gioăng này. Các bạn thay cái gioăng này là ok, hoặc là các bạn thay cả miếng này các bạn nhá. Đây nó đang bị hở này, nó xám này, nó xám như này, nó bị hở các bạn nhá. Một là các bạn thay cái gioăng này hoặc là các bạn thay cả miếng này là ok các bạn nhá. Đấy đầu tiên, sau đó thì các bạn tháo cái này ra các bạn nhá. Nào đây các bạn nhìn nhá, cái chế này là cái cốc dưới này, hiện tại như thế này là xăng nạp nhiều quá các bạn nhá. Xăng nó ở cốc dưới này nó chỉ đến tầm độ hơn một nửa một chút, có nghĩa là nó đến đây các bạn nhá. Đây nó chỉ đến đây thôi, như đây gần miệng rồi. Đầu tiên là cái chế này là phao hơi đầy, phao thì các bạn phải xử lý ở cục trên này các bạn nhá. Còn cái này nó chỉ là cốc chứa xăng thôi, các bạn hiểu ý không ạ? Bây giờ tôi sẽ chắc cái này vào bình thôi. Đây các bạn nhìn cái phao này, bình thường cái phao này là nó phải lên như này một tí các bạn nhé, nó lên check như này thì khi xăng vào nó sẽ đầy, nó sẽ bằng như này. Nhưng bình thường nó đã thấp hơn rồi, như cái này phao hơi đầy, sau các bạn phải chỉnh lại ngay các bạn nhé. Cái chế này là hai mấy vấn đề không ổn rồi. Hôm nay tôi sẽ xử lý cái chảy xăng trước các bạn nhé. Đổ xăng không đi để không cũng chảy hết các bạn nhé. Để xử lý được chảy xăng thì các bạn phải xử lý cái chỗ kim và cối này nhé. Đây các bạn, kim và cối. Các bạn kiểm tra cái đầu kim này. Đầu này đầu cao su các bạn nhé. Đầu cao su này nếu như mà nó không còn nhọn nữa mà nó bị sần, các bạn kiểm tra nó bị sần
thì các bạn thay nút kim. Như đây là cái kim này vẫn ok các bạn nhá, kim này nhìn mắt thường là vẫn ok này. Chúng ta chỉ xử lý cái cối này thôi. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn xử lý cái này. Để xử lý được cái chế nó bị chảy xăng, các bạn chuẩn bị một vài thứ. Đây là hai cái tăm bông để tôi làm nha, và một lọ gala và một cái khoan. Cái đầu khoan thì bằng 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 cái gỗ nha các bạn nha. Cái đầu khoan này, cái mũi này này bằng gỗ. Cái mũi này các bạn phải, sau đó thì các bạn xử lý vào trong này. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm. Đây là gala các bạn nha, các bạn phải có gala mới ok được. Đầu tiên thì các bạn dùng cái tăm bông các bạn chấm gala các bạn nha, các bạn cho vào đây các bạn quay. Đầu tiên là các bạn quay bằng tay thôi để lấy cái độ mịn trước. Đấy, các bạn xoay thật một thời gian, các bạn cứ cảm nhận xoay tầm độ vài phút các bạn nhé. Đấy các bạn nhìn này, cái đầu của tăm bông là nó chuyển màu khác, có nghĩa là trong này nó sẽ có cặn, nó sẽ có cặn bẩn các bạn nhé. Nó bám vào cái gang của cái chế này, bám vào trong cái đáy cối này. Đấy các bạn nhìn thấy chưa, các bạn cứ chấm các bạn xoa trong vòng 5-10 phút. Sau khi các bạn xoa được tầm 5-10 phút thì các bạn lấy một cái tăm bông khác, không cần cho gala nữa các bạn nha, là các bạn xoáy lau khô đi. Sau đó các bạn, bây giờ các bạn mới sử dụng đến khoan các bạn nhé. Khoan thì đây, cái đầu này quay gần đây. Cái đầu này là cái đầu bằng bằng gỗ nha các bạn nhé, bằng gỗ. Một là các bạn lấy chiếc đũa cho dễ này, hoặc là các bạn ra chỗ thợ mộc các bạn lấy, xin người ta một ít gỗ lim và gỗ nghiến các bạn nhé. Phải gỗ lim gỗ nghiến thì làm mới được ok được, chứ cái đầu khoan này mà các bạn cho bằng sắt vào là hỏng hết các bạn nhé. Tôi sẽ bôi gala vào đây. Sau đó là chúng ta đưa vào đây, chúng ta ấn mũi khoan rất nhẹ thôi các bạn nhé. Các bạn khoan hết sức nhẹ nhàng thôi nha, các bạn chỉ cần đặt lên như này thôi, các bạn không được gì. Nếu các bạn gì quá tay là lại hỏng luôn các bạn nhé. Sau đó các bạn lại lấy tăm bông các bạn, các bạn lau qua cho sạch. Các bạn cứ làm như này 1 đến 2 lần. Mỗi lần các bạn xoay cho nó tầm 3 đến 5 phút các bạn nhé. Và các bạn nhớ xoay khoan thì các bạn xoay nhẹ nhàng thôi. Bạn nào mà muốn dùng thủ công xoay bằng tay thì nó rất là lâu, rất là vất vả các bạn nhé. Có khoan thì nó sẽ dễ hơn. Sau khi loa xong bằng tăm bông thì các bạn làm cho tôi một đến một lần nữa thôi. Sau khi mà các bạn khoan xong thì các bạn sẽ nhìn vào cái chân cái cối này, mắt thường nhìn dựng là dễ như các bạn nhé, nhưng mà nếu mà để quay nhìn vào đây rất khó. Các bạn nhìn mắt thường các bạn thấy trong này nó rất là bóng. Đây tôi mắt thường là tôi nhìn thấy trong này rất là bóng rồi, rất là bóng nhẫn rồi. Và bây giờ tôi sẽ thử kim. Đây là kim, các bạn thử kim thử như thế nào. Tôi hướng dẫn cho các bạn làm thôi. Đây, các bạn thử kim, đặt vào đây. Đặt đây sau, các bạn lau sạch chỗ này đi. Các bạn ngậm môi vào đây, các bạn thử nhé. Bởi vì xăng nó chảy qua đây không, đúng không? Các bạn thử, các bạn hít vào, các bạn thở ra. Nếu mà các bạn thấy nó dính ở đây thì là ok. Nếu mà nó chưa dính, nó không dính, các bạn thử không thấy dính thì là cái này chỗ này vẫn chưa được các bạn phải làm thêm.
Các bạn hiểu ý không ạ? Các bạn lau sạch chỗ này đi, các bạn thử, các bạn thổi thử nhá. Nếu như các bạn thấy nó dính thì là ok, còn các bạn nếu nó không dính vẫn chưa được là các bạn phải doa thêm nữa. Và nhắc các bạn như thế này, cái đầu này ấy, ở máy khoan nhé, tôi sẽ làm giống y như cái kim ba cạnh luôn, các bạn nhìn thấy chưa, cái mũi khoan bằng gỗ này nhá, chúng tôi mài chúng tôi gọt giống y như cái kim ba cạnh luôn, nhọn, cái đầu nhọn giống y nhau luôn các bạn nhé, thì chúng ta làm nó mới dễ được. Đây, như thế này tôi thấy là ok rồi, tôi nhìn thấy trong này là quá là nhẵn là bóng rồi, khẳng định với các bạn nắp vào chuẩn 100% các bạn nhé. Và tiếp theo nữa là hướng dẫn các bạn xử cái phao này cho nó đỡ đầy các bạn nhé. Đây, cái phao này tôi tháo ra là tôi thấy nó đang bị đầy quá, cái chế này nó đang chứa ở cốc xăng này, cái cốc xăng này nó chứa đang nhiều quá. Bây giờ tôi hướng dẫn các bạn, đây các bạn nhìn nhá, bình thường là nó sẽ cái phao này khi mà chúng ta lắp kim vào xong tôi ok rồi thì cái phao này nó phải hơi chếch lên một tí như thế này, các bạn cứ hình dung cái mặt này nó là mặt phẳng thì cái phao này nó phải hơi chếch lên một tí như thế này các bạn nhé. Còn nó hạ xuống như thế này thì khi mà nó chảy vào trong cái cốc này thì xăng nó sẽ chứa nhiều quá. Bằng cách rất đơn giản là các bạn lấy bật lửa các bạn hơ vào đây, các bạn lấy bật lửa các bạn hơ vào cái miếng nhựa nhỏ nhỏ này, các bạn ấn nó xuống thì cái phao này nó sẽ lưng lên một chút các bạn nhé, các bạn hơ vào đây cho cái dẻo cái miếng này ra, sau các bạn ấn nó xuống để nguội thì cái phao này nó sẽ lưng lên, hoặc là các bạn nào có mỏ hàn các bạn chấm chấm mỏ hàn vào đây để cho cái nhựa này nó nhả ra một chút thì phao này nó sẽ lưng lên, và chúng ta lắp vào đây thì ok luôn các bạn nhé. Lắp vào thì các bạn phải kiểm tra, trong kênh của tôi có rất nhiều video hướng dẫn cho các bạn kiểm tra cái độ 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 xăng chứa trong cốc dưới này rồi nhé các bạn nhé. Clip ngày hôm nay thì chia sẻ với các bạn về vấn đề là chế hỏa khí nó chảy xăng và cách xử lý các bạn nhé. Bạn nào xem video mà còn chưa hiểu thì mời các bạn vào bình luận bên dưới, tôi sẽ trả lời các bạn sau các bạn nhé. Chương trình hôm nay là trên chiếc xe Jim là như vậy. Như vậy là video của chúng tôi xin kết thúc tại đây các bạn nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh mời các bạn vào đăng ký kênh để nhận được video của chúng tôi tiếp theo mỗi khi chúng tôi đăng lên các bạn nhé.